có nhiều mối quan hệ sau này các ông sẽ nhìn thấy nó đéo hiểu nó là gọi là có mối quan hệ đéo gì nữa cơ. Yêu nhau cũng đéo phải, tại vì đã từng yêu nhau rồi nhưng bây giờ đéo phải là yêu. Người yêu cũ cũng đéo phải, tại vì vẫn suốt ngày đi chơi với nhau, kiểu cả hội bạn thân thân chơi nhau, yêu nhau mấy năm liền rồi, xong cả một hội bạn chơi thân với nhau, xong rồi đi chơi cũng có mặt nhau, nhưng mà thực ra đéo phải là người yêu rồi. Người yêu cũ cũng đéo phải, người bạn thân cũng đéo phải, nó vẫn có một cái gì để nó hơn bản thân. Mệt mỏi vãi đái luôn ấy. Nhưng mà không biết được, không ai nói trước được tương lai cả. Cái mong muốn chỉ là gì, em đừng có quá nặng nề cái chuyện 2 năm sau em sẽ làm được gì, em phải sống với cái ước mơ gì. Cái quan trọng là tại thời điểm này, ngay sáng ngày mai em ngủ dậy, em cảm thấy cuộc sống của mình tích cực hơn, mình còn được mở mắt ra, mình còn được lựa chọn là mình đang làm cái điều gì đấy. Mình không cần phải trở thành Jack Ma, mình chỉ cần là tôi yêu bản thân tôi đã. Tôi yêu bản thân tôi trước đã, chứ tôi chả yêu được ai đấy, tôi chưa yêu bản thân mình. Cứ chậm rãi mà nói, không cần nhanh. Cứ thiệt tâm mà nói nha, không cần giả dối. Thì những cái lời đó có duyên vô cùng. Dù là mình không ăn nói mà nó hùng hồn hay là thuyết phục ai cả, cái sự thuyết phục mạnh nhất trong cái lời nói là cái sự thành tâm thiện ý của mình. Nhớ là đàn ông chỉ cho con thấy tình yêu bằng miệng là đàn ông vứt đi. Miệng nói thì gió bay, những kẻ rơi nước mắt vì tình yêu, những kẻ luôn mồm sống chết vì tình yêu, sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống mình vì tình yêu là những kẻ không thể và sẽ không bao giờ là chỗ dựa tin cậy và bền vững. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Là thằng đàn ông có bản lĩnh phải biết vượt qua những cái khó khăn này. Có gọi là muốn bỏ nghề, bỏ học gì đó để theo đam mê YouTube tại Việt Nam, thì mình khuyên là các bạn lên học xong rồi đi làm, lấy kinh nghiệm này nọ, thích thì sau này chuyển hướng làm vui vui, sau đó nếu mà phát triển thì có thể theo đuổi. Còn không nên mà làm YouTube mà nhảy, không học hành để nhảy làm YouTube luôn thì không tốt. Nếu mình bị gọi mọi người cô lập và nói xấu thì làm sao? Các bạn biết, mình nói thật với các bạn có một cái điều này này. Các bạn có biết vì sao các bạn bị cô lập và các bạn bị nói xấu không? Bởi vì các bạn yếu đuối. Các bạn yếu đuối từ thể chất cho đến tâm hồn, tính cách của các bạn yếu đuối. Không có một ai to khỏe, tính cách mạnh mẽ, người ta có thể bị cô lập, người ta có thể bị nói xấu, nhưng người ta sẽ không bao giờ bị những điều đấy làm cho các bạn bị tiêu cực cả. Bởi vì các bạn biết vì sao? Vì cuộc sống này nó vốn là như thế. Đức Phật nói là chúng ta giống như con khỉ, nó tham, nó chỉ nắm mà nó không buông cho nên nó chết. Nó nắm được mà nó không buông được. Còn nếu chúng ta nắm được, chúng ta sẽ buông được. Đợi đến lúc mà nó phỏng tay rồi mới buông đó. Đợi khi nào chúng ta chết rồi chúng ta mới vỡ mộng ra đó. Đợi khi nào thất bại thảm hại lúc đó mới vỡ mộng ra đó. Thì quá tệ đi. Quá tệ. Đến lúc ta không thể nắm được nữa thì bắt buộc chúng ta phải buông. Vậy thì đừng bao giờ yếu hèn, bạc nhược, đến lúc không nắm được mới chịu buông thì quá dở đi. Nắm được phải buông được khi ta làm chủ. Năm 18 tuổi, anh bỏ nhà đi bụi, giật dây chuyền dành tặng người yêu, cướp xe rim chở nàng đi dạo phố. Nhưng thang ôi, cuộc đời anh sụp đổ, vào xà lim ngóng mọi cổ mà không được ra. Thì đó gọi là gì ạ? Làm theo sự mách bảo của con tim. Bồ xấu thì sợ bạn chê, mà chọn bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn giành. Quen nhiều, biết nhiều, rộng rãi nhưng mà chưa chắc tốt bằng thà quen với một người, hai người hay những người gần gũi với mình nhất, hay là những người mà giữ chặt chẽ cái tình cảm nhất. Cho nên ở đây đó, đừng có tìm, đừng thèm tìm, đừng có nghĩ cách làm sao để có cái quan hệ rộng rãi. Cái quan hệ rộng rãi không hay và không quan trọng bằng. Hãy để cuộc sống mình bình thường. Cha mẹ nè, anh chị em nè, gia đình nè, bạn bè gần gũi. Nếu mà chúng ta có cái quan hệ đó, giữ thật chặt, thật tốt. Rồi từ cái mối quan hệ nó sẽ ra những cái quan hệ khác.
còn bây giờ có quan hệ tìm cách cho rộng đi chăng nữa mà cái quan hệ không chặt không tốt thì từ từ nó cũng thu hẹp lại thôi, rồi từ từ sẽ mất hết nha. Đàn ông chỉ có mặc cảm duy nhất là vô dụng, là khi mà không có tài không có đức là nó thua thôi, chứ còn chỉ cần có sự thiên năng càng cầu thì á, chỉ cần thiên năng càng cầu rồi sẽ có tất cả. Cái gì nó đến thì sẽ đến, trời sinh voi sinh cỏ. Cuộc sống phải thoải mái, cái quan trọng nhất là thoải mái trong tâm hồn, đời sống phải vui vẻ. Nghèo vẫn có cái sự thoải mái và hạnh phúc của người nghèo, chưa chắc người giàu đã hạnh phúc bằng mình nhé. Phải sống cho thoải mái để chi vợ chồng con cái vui vẻ với nhau, ăn cái ngon, ngủ cho ngon giấc, mặc cái đẹp mà mình thích. Ai nói rằng không tiền không ăn ngon không mặc đẹp được, mình kiếm cách. Thưa quý vị, tôi với vợ tôi tâm sự với nhau như vậy. Nếu mai mốt tụi tôi có con á, tôi sẽ nói với con tôi là ăn gì ăn nha, chữa lại cho mẹ mày, tại vì mẹ mày là một phần của tao, còn tụi bay sẽ đi tìm cái phần nửa còn lại của tụi bay ở đâu đó. Con đường dễ là con đường xuống dốc. Khi nào thấy khó khăn, thậm chí là thấy đang kiệt sức, cũng có nghĩa là ta đang đi đến con đường tốt đẹp đấy con. Tại sao người ta không chờ nhau nữa? Khi mà chúng ta bước ra xã hội, nó có quá nhiều sự lựa chọn. Lúc đó cái tâm hồn của mình nó bắt đầu biết tính toán rồi, nó không còn sự ngây thơ nữa, nên người ta thường không chờ nhau. Vì vậy cho nên tôi vẫn hay khuyên, mình có thể tính toán trong bất cứ trường hợp nào, nhưng riêng trong tình yêu, cố gắng sống thật, với các sống thật một tí, ngây thơ một tí, sẽ có được cái tình yêu thật là đẹp. Bởi vậy tôi nói là nếu như có thể, hãy chờ nhau. Khi chúng ta có vị trí thân phận thấp hơn, là kẻ trong ngoặc kép thấp cổ bé họng, không ai hiểu tiếng nói của mình thì bạn đừng mất công kêu ca làm gì. Chẳng ai quan tâm đến bạn đâu. Hãy làm cho mình trở thành người khiến người khác quan tâm đến bạn, hiểu ngôn ngữ của bạn, lúc đó thì muốn nói gì cũng được. Nói tóm lại, khi chưa được xã hội công nhận thì tiếng nói của bạn sẽ không bao giờ được lắng nghe. Khi bạn có quyền lực và sức mạnh, điều bạn nói hiển nhiên trở thành chân lý. Nghiệp báo. Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Những thứ trông có vẻ ngon lành phơi bày ra trước mắt bạn đều là những thứ tiềm ẩn mối nguy cơ. Cũng giống như những cây nấm có màu sắc đẹp đẽ luôn là nấm độc. Không có thứ gì tự nhiên mà có hay ở trên trời tự dưng rơi xuống cho ta hưởng thụ. Khi có một cơ hội trước mắt, hãy xem xét cho kỹ lưỡng, mồi nhử luôn là mồi ngon. Thuyết nhà Phật từng nói, nếu giữa đường có một cái cây cho ra rất nhiều trái ngon ngọt thơm nhưng không có ai hái thì nhất định không ăn trái đó. Đừng sùng bái kẻ nịnh mình, đừng nể tình mà thu nhận, đừng tán tận cả lương tâm, đừng lầm bầm khi nóng giận, đừng kề cận kẻ dối gian, đừng bướng gàng khi tranh cãi, đừng giải đãi chuyện học hành, đừng lanh quanh nơi quán rượu, đừng rủ rượi lúc bi quan, đừng làm sang khi nghèo đói, đừng soi mói chuyện người ta,
đừng lánh xa kẻ hiền trí. Đừng nhục chí mà làm càn, đừng hoang mang khi nguy biến, đừng gây chiến với kẻ sai, đừng thấy xấu mà chê bai, đừng thấy tài mà ganh tị, đừng hiềm kỵ kẻ ghét mình, đừng đoạn tình khi giàu có, đừng nói khó lúc gian nan, đừng ngỡ ngàng khi hoạn nạn, đừng làm bạn với kẻ mê, đừng bỏ bê khi thất bại, đừng bại hoại lúc có danh, đừng sở khanh người khác phái, đừng sùng bái nịnh mình.